Em xin được chào toàn thể các bác nhá. Và thưa các bác của anh em, hôm qua thì là hơn 1 giờ em mới về đến nhà với 3 set combo có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng. 2 set combo có địa chỉ tại quận Lê Chân, 1 set combo có địa chỉ tại huyện An Lão, đúng không ạ? Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì thưa các bác của anh em, 1 set combo có tổng trị giá là 50 triệu đồng tròn. Về xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương các bác nhá. Và thưa các bác của anh em thân mến, đúng thực sự là em luôn bán hàng là lãi tình cảm là thực sự là có rồi các bạn. Em đã chia sẻ ở rất nhiều video rồi, bán hàng là thứ nhất là phải lãi về kinh tế đúng không ạ? Có nghĩa là nhập 10, bán 10.5 hoặc là 11 đúng không ạ? Và tiếp theo đó là lãi được cái tình cảm toàn thể các bác. Bộ sản phẩm này về xã Cung Phúc là nhờ có một chú giới thiệu giúp. Cách đây khoảng độ gần 1 năm chú có mua tại cửa hàng em một bộ có tổng trị giá hơn 60 triệu. Và đến giờ phút này là dùng vẫn ngon, hát vẫn tốt, nhẹ nhàng, hay. Và hôm nay giới thiệu, chú giới thiệu em của mình về cửa hàng, đúng không ạ? Và anh trai đã chốt xong, đặt tiền. Và em sẽ có mặt tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành. Các bác cùng tham khảo các sản phẩm các bác nhé. Và em sẽ test chất âm, mời các bác của anh em nghe, trải nghiệm và đánh giá. Đôi loa B3X12i rất thích hợp các bác ạ. B3X12i hàng mới tinh, nguyên thùng xốp các bác nhé. Bát 30 từ 17 quay 7,6 tép từ 17 coi 7,2, thùng gỗ sơn thần bóng màu đen. Giá đôi loa hiện tại là 23 triệu 500 ngàn đồng. Đôi loa này em có sẽ giảm cho các bác một ít để lấy lọc các bác nhé. Còn thực tế thì anh em gọi điện trực tiếp cho em. Em bán hàng là rất là chuẩn, đúng không ạ? Một quả súp các bác nhé. Một quả súp hơi đơn. Các bác thông cảm là em đang chuẩn bị test hai quả bem các bạn. Hai quả bem 450 cho anh trai có địa chỉ tại tỉnh Vĩnh Phúc thì em cứ để đây các bác nhá. Bàn các bạn. Bàn 512 đúng không ạ? Disco 240 16 CH coi 16 đường nhân 24 các bác nhá. Đấy, tí em sẽ giới thiệu quả bem này. Bem hiện tại em đang có là 230 này, 260 và 450 là mẫu đem mẫu bem cao nhất bây giờ các bác nhá. Thì cách để chúng ta nhận biết các bác lưu ý nhá. Cái tem 450 này thì nó quá đơn giản, bóc ra dán 230 đúng không ạ? Bem 230 mà dán 450 quá đơn giản, nhưng hiệu ứng các bác chỉ cần xem hiệu ứng thôi. Và các bác xem cái thấu kính này. Đấy. Cái thấu kính của nó nếu như con 230 các bác nhá thì cái thấu kính của nó lông. Con 260 nó sẽ sâu hơn một chút và con thấu kính của 450 các bác xem này. Nó phải sâu cả một gang tay các bạn. Đấy, các bác nhìn nhá, thấu kính. Ok chưa? Và cái hiệu ứng của nó, cái màu của nó các bác nhá, thì em sẽ giới thiệu các bác sau. Còn bây giờ thị trường em sợ là anh em sẽ mua sai những con bem 230, anh em người ta bóc ra người ta dán tem 450 vào, anh em mua sai đúng không ạ? Tiền thì của 450 nhưng chất lượng lại là của 230. Đó, đây là chỉ trong nghề em mới nói các bác nhá, chứ bình thường anh em mà không nói đâu đúng không ạ? Còn các bác sẽ xem hiệu ứng của 450, bem 450 các bác nhá. Nó sáng này, nó nét này các bác nhá, soi xa này. Đó, ok. Đây là chiếc thứ hai em quay lại cái bộ này các bác nhá, đúng không ạ? Đúng là sự lãi tình cảm, anh em giới thiệu về rất là đông. Một quả súp PS Audio Bass 40 các bác nhá, từ 220 con 100. Đó, mới tinh đúng không ạ? Bộ này tất cả là hàng mới tinh, anh trai sử dụng hàng mới tinh hết. Đẩy PS Audio HD 9004, quản lý nguồn PS Audio PC 10 Pro, lâng tiếng Pareo vang GD và micro không dây BSVK 6 các bác nhá. Đó, tuyệt vời luôn đấy ạ các bác nhá, quá tuyệt vời. Các bác nhìn bem chuẩn này, nó chạy này đúng không ạ? Rất đẹp. Bây giờ em sẽ test chất âm các bác nhá, test chất âm bộ sản phẩm này. Các bác cùng em thân mến là hàng mới đúng không ạ, thì yên tâm. Còn hàng bãi mua nhà em thì em đảm bảo cho mọi người là hàng rất đẹp đúng không ạ? Em sẽ test một bản bất kỳ quảng cáo. Không sao các bạn, tôi cứ từ từ mà làm. Đó, kênh số 3 là chưa có loa các bác nhá. Xin mời. Em sẽ cho lại từ đầu. Ok. Các bác thân mến, là mọi người nghe tiếng check và tiếng tép của loa B3X12. Anh em bảo là tiếng tép tối, nhưng mọi người nghe tiếng nó nghe quá sáng, quá chi tiết. Lời hát với tất cả tình yêu
50 triệu đồng. Ok, các bác thử đánh giá nhé. Ủa, tiếng tép nghe quá sáng luôn các bạn. Không đơn giản đâu ạ. Ok, tất cả là hàng mới tinh nhập khẩu các bác nhá. Tất cả hàng mới tinh nhập khẩu bảo hành 1 năm. Loa B3 thương hiệu của Đức các bác nhá. Đó, hàng bãi bây giờ hiện tại em đang bán là 17 triệu đồng một đôi. Hàng mới tinh 23 triệu 500 có giảm một chút cho các bác của anh em. Còn hàng bãi là chuẩn giá các bác nhá. Riêng luôn bán hàng rất là thẳng và nói thật các bác nhá. Cái gì giảm là giảm, cái gì không giảm thì không bao giờ giảm được. Đẩy PS HD 904 9 triệu tại cửa hàng giá chuẩn. Quản lý nguồn PS Audio giá 2 triệu 1 em bao ship. Lưng tiếng Brel 2 triệu 3 em bao ship. Vang 4 triệu 2 em bao ship. Micro 2 triệu 6 em bao ship. Và bộ micro VK6 có khả năng sẽ lên 200 ngàn trong thời gian tới. Đúng không ạ? Ok, rất cảm ơn các bác của anh em. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm hay liên hệ cho em. Đó, em bán cả âm thanh, ánh sáng đúng không ạ? Đèn BEM này, đèn moving này. Đó, đủ cả các bác nhá. Đó, BEM em đang có 3 loại. BEM 230, 260 và 450 các bác nhá. Đó, mã nào ra mã đó. Ok, rất cảm ơn toàn thể các bác. Đây, số máy của em. Anh em dán tem đúng không ạ? 0365888988, 0368891555. Địa chỉ em luôn tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Trân trọng cảm ơn các bác rất nhiều. Đây mày, tắt đây này. Tắt đây này. Đấy. Nó sẽ tắt hết. Đấy, đưa xe. Và bộ sản phẩm này anh trai mua thêm 600 ngàn tiền dây loa các bác nhá. 600 ngàn tiền dây loa. Em sẽ chở tận nhà cho anh em luôn. Đó. Ok, xin cảm ơn mọi người ạ.